Xin chào chị em nhé. Hôm nay hàng Nhật VIP sẽ lên một lô nồi cơm gồm có 18 con. Hôm nay thì toàn lên hàng VIP nhé, toàn lên hàng VIP. Hôm nay là toàn là hàng đẹp, hàng lướt thôi, hàng đấu giá về nên giá rất là cao, nhưng mà được cái là rất đẹp, rất mới. Đa số là hàng xài lướt, có những con thì gần như mới chị nhé. Thì cơ bản nó sẽ bắt đầu từ con số 1 này là con Toshiba Thăng Chuông này. Con này đẹp gần như là hàng chưa sử dụng. Con này cũng Toshiba Thăng Chuông. Hôm nay tất cả nồi 1 lít nhé. Chỉ có hai con này 1 lít 8 này. Thăng Chuông 1 lít áp suất hút chân không. Thăng Chuông 1 lít áp suất hút chân không. Con này Toshiba áp suất hút chân không 1 lít. Con này 2,18 này. Con này Toshiba có áp suất. Con này đời cổ 2009 nhưng cực kỳ mới. Con này là Toshiba áp suất hút chân không, có màn hình đèn LED này. 2 van hút này. Con này cũng Toshiba số thuốc không này. Con số 7 là con Tiger này, rất mới này. Con này Tiger 2019 này. Có áp suất luôn, 2 bi, à, có áp suất bi thôi. Con này Tiger áp suất 2 bi 2019. Con này là Tiger màn hình LED áp suất 2 bi. Nấu cơm cháy, con này là có màn hình màu luôn. Con này là đời 2016. Rất đẹp luôn, nói toàn hàng đẹp vậy nhé. Con này là Tiger áp suất 2 bi màn hình LED, màn hình màu, con này đời 2018. Con này rất là độc luôn, màu rất đẹp. Con này là độc nhất và con này là mới nhất trong video ngày hôm nay. Đời cao nhất luôn, Panasonic áp suất đời 2020 luôn. Con này nếu Việt Nam nó bán thì chắc phải tầm mười mấy 20 triệu luôn. Con này là National 5 bước nấu này, con này là 1 lít 8 nhé. Siêu mới, siêu đẹp luôn, 1 lít 8 màn hình LED, giọng nói 5 bước nấu IH, cốc nước bẩm. Con này là Joji VIP áp suất màn hình cực kỳ lớn luôn. Con này đời 2019, 1 lít 8. Con này là Joji 1 lít đời 2019. Hai con này là một cặp đây, một con lít 8, con 1 lít. Hai con đều đời 2019 đi nhá. Con này là nồi Mitsu màn hình LED giọng nói 1 lít. Con này là Mitsu, con này đời 2017 này, con này đời 2018 cũng Mitsu luôn này. 2018. Con này là con National mắt ngọc nhé. Con National mắt ngọc này cũng 5 bước nấu IH này, màn hình đèn LED giọng nói này, nấu cơm cực kỳ đỉnh luôn. Nói chung này tất cả là hàng xài lướt, hàng xài cực kỳ đẹp luôn, như mới hết. Nhưng con nào giá cũng rất là chua chát thì nhé. Nói chung hàng đẹp thì giá nó rất cao. Đây là thông tin liên hệ bên em chị nhé. Bên em bán hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, hẻm 86 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại hai số đầu tiên dùng Zalo, số thứ ba không dùng Zalo, số thứ tư là số máy bàn. Đây là trang web, đây là website bên em chị nhé. Anh chị có thể vào tham khảo nồi cơm hoặc máy lọc nước ở trong cái trang web này. Tất cả hàng là bên em bán là hàng nội địa Nhật Bản, gần như là tất cả đã qua sử dụng. Điện 100V nhé, điện đầu vào 100V thì yêu cầu như sử dụng biến áp hoặc ổn áp tối thiểu là 1,5 kW hoặc 1.500W hoặc 2kVA hoặc 2.000VA nhé. Anh chị nên dùng ổn áp thì nó sẽ rất là bền cho thiết bị. Còn anh chị dùng biến áp thì nó sẽ không ổn định dòng điện được, nó rất dễ sự cố cho cái nồi cơm hoặc là những cái đồ điện 100V. Cách thức mua hàng bên em thì anh chị có thể thứ nhất là anh chị có thể tới tận nơi mua hàng là tốt nhất. Thứ hai là anh chị chuyển tiền 100% thì anh chị được bao ship toàn quốc. Thứ ba là anh chị đặt cọc. Đặt cọc anh chị đặt cọc tối thiểu từ 3 đến 500 ngàn nhé. Nếu những con nồi VIP thì nhiều tiền ấy, thì anh chị đặt cọc 15% giá trị hàng giúp em. Tối thiểu từ 3 đến 500 ngàn. Còn nồi VIP nhiều tiền thì đặt cọc 15% nhé. Giá trên video này thì anh chị sẽ được bảo hành trong vòng 30 ngày. Nếu sau bảo hành ấy, thì anh chị sẽ được hỗ trợ tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Những anh chị nào không mua hàng bên em thì cũng được hỗ trợ nếu anh chị cần cái địa chỉ để sửa chữa hoặc là gì đó thì anh chị có thể nhắn trên Zalo giúp em nhé. Bên em sẽ cho anh chị địa chỉ chỗ sửa chữa. Anh chị lưu ý sửa chữa thì anh chị phải sửa chữa chỗ nào chuyên sửa chữa nồi cơm điện Nhật nhé. Thì họ mới có đồ thì họ mới sửa chữa được. Anh chị sửa chữa những cái tiệm sửa chữa đồ Việt Nam nó hay hư hỏng lắm.
Rất nhiều anh chị tự ý sửa chữa những cái chỗ không phải là chuyên hàng nội địa thì nó sẽ không có đồ thay và nó sẽ làm hư thêm. Nếu anh chị nào muốn bảo hành lâu dài thì anh chị vui lòng cộng thêm 100 ngàn trên một tháng anh chị nhé. Không hạn chế thời gian bảo hành. Ví dụ muốn bảo hành 6 tháng thì thêm 600 ngàn, còn anh chị muốn bảo hành 1 năm thì cộng thêm 1 triệu giúp em. Anh chị được kiểm tra hàng trước khi ký nhận cả bên vận chuyển, nếu mà có sự cố bể vỡ hoặc là móp méo nặng thì anh chị không nhận giúp em nhé. Rồi đây là những thông tin để anh chị mua hàng bên đây. Chiếc nồi đầu tiên là mã số 1, con này hôm nay em giới thiệu là phần 72 nhé. Anh chị lưu ý mua hàng thì những cái phần nào em đang quá khoảng 5 ngày gần như là không còn hàng nhé. Anh chị cứ xem phần nào gần nhất. Hôm nay là phần 72. Thì đương nhiên những cái phần từ khoảng 70 trở lại gần như là không còn đấy nhé. Nên anh chị cứ xem phần mới nhất giúp em. Chiếc nồi đầu tiên là một chiếc nồi của hãng Toshiba. Con này là hàng VIP này. Toshiba áp suất hút chân không, Ecolovi tiết kiệm điện. Và con này là dòng màn hình đèn LED. Đó. Con này thì em nói anh chị nó đẹp xuất sắc luôn. Đời 2013 gì nhá. Nếu mà theo em đánh giá phần bên ngoài này nó phải được 95%. 95% thì anh chị gần gần xem như nó là hàng mới được rồi. Đây, bắt đầu xem bên trong này. Đây, nhìn nhìn từ xa thôi, nhìn thấy cái gioăng không? Nó là gần gần như là nồi chưa sử dụng. Đây, con này áp suất bi như này. Này, gioăng này nó gì? Gioăng 99% luôn nhá, riêng cái lắp hơi này. Gần như nó chưa sử dụng gì nhá. Rất đẹp luôn. Chưa bao giờ thấy con tô chuông nào mà nó lại đời 2013 nó lại gioăng nó đẹp đến mức độ như vậy. Hôm nay tất cả gần như là hàng xài lướt như vậy. Đẹp như mới. Này, anh chị xem qua cái nồi. Những cái nồi những con nồi mà màu đen tuyền này nhá, nó có giá hơn rất nhiều so với những con nồi lòng vàng những con nồi ở bên ngoài màu vàng nhé. Đây. Những con nồi lòng đen này chủ yếu là phải dành cho những con màn hình đèn LED hoặc là những con cảm ứng. Rất đẹp. Toshiba thì riêng cái song bên trong thì anh chị phải nói rất dày và nó rất nặng luôn. Lòng nồi Toshiba là nó sẽ đỉnh nhất trong các loại lòng nồi nhé, các hãng luôn, lòng nồi Toshiba là tốt nhất. Con này gọi là Toshiba song chuông. Tiếng chuông rất vang. Đẹp gần như mới vậy ạ. Đây bên trong lòng của cái son này. Con này lòng nồi sắt nhuyễn đi nhá. Đẹp long lanh luôn. Quá xuất sắc. Con này mua đúng xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đây, dòng như mới. Xem bên trong nó này. Cực kỳ đẹp nhé. Quá đẹp, không ngờ nó lại con 2013 đã đẹp như này. Con này đẹp không chê vào đâu được nhé. Mỗi tội là giá nhập rất là cao. Chỉ dành cho những anh chị đam mê đồ đẹp. Và con này nấu cơm thì rất ngon này, tôi cho trong chuông thì nấu cơm tuyệt vời này. Con này mình đèn LED này. Đấy, bấm menu này, mình đèn LED rất đẹp luôn. Anh chị xem nhé. Con này là phần 72 này, mã số 1 này, đời 2013 nhé, giá 6 triệu 2 gì ạ. Hôm nay toàn con giá cao thôi chứ không con nào giá thấp, không con nào giá 1-2 triệu. Toàn hàng đẹp, toàn hàng xài lướt. Em bấm nấu thử, con này có Ecolovi tiết kiệm điện này. Đấy, có nấu nhanh, nấu thường, nấu gạo lứt, nấu xôi, nấu cháo hầm xương rồi. Con này có chức năng nấu cơm cháy luôn, nhưng mà em không biết nó có nấu được cháy hay không gì nhé. Đây này, có chức năng nấu cơm cháy này.
nhưng không biết nó có nấu cháy được không. Tại rất nhiều nồi có chức năng nấu không cháy nhưng mà nấu chỉ hơi vàng vàng thôi. Đó. Rất đẹp, em nấu thử này. Đây đèn hút chân không, đây là Ecolobi tiết kiệm điện. Để tắt hủy này. Rồi, giá 6 triệu 2 nhé, bao ship toàn quốc nếu như chuyển khoản 100%. Chiếc nồi số 3 à, số 2 là một chiếc nồi của hãng, tiếp tục là một con Toshiba áp suất hút chân không. Con này thì nó không có màn hình đèn LED. Còn chức năng giống như kia, nồi 1 lít thì nhé, cao tần áp suất hút chân không, Ecolovi tiết kiệm điện đời 2015. Con này màu màu nâu cà phê. Con này mặt có hoa văn thì nhé. Mã RC10VXE, con này dòng tua chuông này công suất nó rất là cao. Con này công suất của nó 1420W nên anh chị phải dùng cục 2KVA nhé. Chắc chắn phải dùng cục 2KVA. Con này điện 100V này. Công suất là 1420W, nhiệt độ nấu 167 độ C, là dòng là 20A vậy nhé. Đây, anh chị lưu ý giúp em. Anh chị nấu thiếu điện là nó sẽ hư hỏng cái nồi mất. Đây con này là áp suất bi đây. Cũng dòng Toshiba sông chuông nhé. Áp suất bi. Con này đương nhiên là nó sẽ không đẹp bằng con kia. Lòng nồi rất ok, những cái gioăng này, cái gioăng này nó sẽ không được đẹp như mới, nhưng mà so với dòng tua chuông mà sử dụng rồi, con này nó cũng phải được khoảng 90% trở lên. Cái gioăng là 90 95% này. Tại mình vừa nhìn con kia nó mới quá nên nhìn con này đương nhiên nó sẽ thấy nó khác biệt hoàn toàn. Nhưng con này giá lại rẻ hơn nhiều. Con này cũng lòng nồi xoắn nhuyễn đi nhé, này cũng lòng nồi xoắn nhuyễn đẹp leng keng luôn. Lòng nồi rất đẹp, cũng là sông chuông nhé. Con này phần đáy nó hơi bị chày này. Trong lòng thì long lanh không có vấn đề gì. Con này phần 72 mã số 2 đời 2015 thì nhá, giá 4 triệu 8 bao ship toàn quốc. Nếu chị chuyển khoản 100%. Em bấm nấu thử chế độ Ecolovi này. Con này nấu Ecolovi nấu thường 50 phút nhé. Đèn Eco này, hút chân không này. Tắt này. Con nồi số 3 là con nồi của hãng Toshiba. Con này cũng là Toshiba áp suất hút chân không. Con này đời 2018 luôn. Màu đen tuyền bóng rất đẹp. Mặt con này có hoa văn này nhé. Trên mặt có một cái viền bạc này. Và mặt có hoa văn. Con này nhìn quá đẹp, nhìn sang trọng luôn, đời 2018 ấy chị ạ, như nồi mới. Con này mã RC1VQM. Điện 100V này, công suất con này là 1000 bao nhiêu đây, 250W. Nhiệt độ nấu 167 độ C, dòng của nó là 20A chị nhé. Anh chị mua ổn áp hoặc biến áp đúng và đủ cho nó giúp em. Cắm điện thiếu nó sẽ hư hỏng nồi nhá, cháy. Con này đẹp như mới luôn chị ạ. Anh chị xem này. Đây nhìn mặt có hoa văn đấy không? Đó, mình nhìn mình thấy mặt có hoa văn rất đẹp này. Con này rất sang trọng. Gần như mới luôn. Đây, chị nhìn cái răng này nó chị sướng đời luôn. Răng này chị có thể coi nó là răng mới được luôn nhé. Đây, nhìn không? Như là chưa dùng, hôm nay tất cả là hàng lướt mà.
gần như là xài qua hoặc là kiểu như là hàng trưng bày hoặc kiểu thế. Nói chung là xài một vài bữa, một vài lần thì nó rất mới, rất đẹp. Con này áp suất bi vậy nhá, quên mất giới thiệu, đây áp suất bi này. Đây, con này hình thức bên ngoài. Đây, con này màu đen tuyền đấy. Toshiba là như em nói là cái dòng Toshiba này là chất lượng nhất, cái nồi nó chất lượng nhất. Rất dày, Toshiba và Sanyo lòng nồi cực kỳ dày. Ở đáy thì hơi mòn một tí thôi vậy này. Tại vì lớp này nó gờ lên thấy không? Con này là nó có những cái vết gân 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 nó gờ lên này. Nó mòn tí này. Đầu nó rất mới vậy nhé. Để xem nồng nồi bên trong. Đẹp tuyệt vời vậy nhé. Có một số vết chân chim rất nhỏ này, anh nhau. Rồi long lanh cành đào luôn. 95% trở lên. Mình bên xem trong cái lòng nồi này. Ở cái đáy của cái nồi này. 2018 mình nhá, rằng từ xa đã nhìn thấy mới rồi. Chiếc nồi này mà Việt Nam nó bán thì kinh khủng lắm. Nhưng con Tiger thì có chức năng áp suất 2 bi thôi mà đã bán khoảng mười mấy 20 triệu rồi. Khủng khiếp. Những con hàng xuất ở siêu thị L1. Tiger mà nồi thường, cao tần thường nó không có chức năng gì bán trên dưới 10 triệu. Yoshi cũng vậy. Nồi cao tần Việt Nam bán cực kỳ mắc. Con này có Ecolobi tiết kiệm điện nhé, áp suất hút trên không, em bấm nấu thử này. Nó vẫn nấu 50 phút như như loại nồi đời cũ. Đèn hút trên không này. Em tắt này. Con này phần 72 mã số 3 đời 2018 Toshiba áp suất hút chân không. Ecolavi tiết kiệm điện, con này giá 4 triệu rưỡi nhé, bao ship toàn quốc nếu chuyển khoản 100%. Chiếc nồi số 4 là một chiếc nồi của hãng Toshiba, hôm nay 4 con Toshiba, 5 con Toshiba liền nhau luôn. 6 con Toshiba. À, con số 4 này là Toshiba, con này là Toshiba áp suất nhỉ nhá. Con này nồi hình như là áp lực của nó là 1.4 này. Này, áp lực 1.4 này, con này thì đời 2009. Mã số 4 này, 2 triệu 6, rất mới. Ồ, con này nó hơi bị nó bị vỡ một miếng rất nhỏ ở đây. Quay sát này. Thấy không? Nó bị vỡ một miếng rất nhỏ ở đây, nhưng mà nó chỉ là cái lớp nhựa nhỏ đây này, không không quan trọng gì nhá. Đây này. Đúng ra nó sẽ như này. Đó, nồi đúng ra như này, nhưng mà nó vỡ một miếng nhựa rất nhỏ này. Nói chung nó không ảnh hưởng gì đến nồi nhá. Đây này. Con này 2.6 thì vỡ một tí này thì em sẽ giảm giá cho anh chị. Đó, nhìn hai bên chưa? Bên tay phải nó là nguyên nguyên bản không vỡ gì này. Bên tay trái nó bị vỡ một tí này. Một xíu thôi, từ đây đến đây chắc là khoảng hơn 1 cm. Và cái chiều cao này từ dưới này lên đây nó chắc nó chiều cao cho nên chỉ khoảng 2 mm thôi. 2 mm nhé, chứ không phải cm đây này. Từ từ dưới này lên đây chắc nó vỡ khoảng 2 mm. Chưa đến 2 mm luôn. Chung vỡ miếng rất nhỏ ấy nhé, đây này. Cái nồi nó quá nặng luôn. Bê mỏi cả tay. Những con Toshiba đời cổ này ấy, thì anh chị yên tâm là nấu cơm thì nó tuyệt vời luôn. Và những con này thì cầm rất nặng, nó ngày xưa nó sản xuất nồi ấy,
em nghĩ là rất tốt. Bây giờ thì thương mại hóa, cạnh tranh nhiều, nó sẽ cắt giảm nhiều. Nồi ngày xưa thì sản xuất độ trâu bò và cái độ chắc chắn của nó rất cao. Đó, con này tuyệt đẹp nhé, mặt mặt con này gần như không có vết xước nào luôn. Ở phần trên này cũng rất là bóng đẹp, nó chỉ hơi hơi bị lõm một tí này, này. Hơi bị cấn tí này. Nói chung là khá đẹp anh chị nhé. Con này xem bên trong là giá 2 triệu 6 thì chắc chắn nó phải đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Con này áp suất bi này nhìn này. Này, 2 triệu 6 nó phải có giá của nó nhìn thấy không? Con này số xấu, nếu số xấu hơn bẩn thì chắc em nghĩ nó chắc chắc chỉ khoảng khoảng 1 triệu rưỡi thôi. Con đẹp long lanh, răng gần như mới này. Mày răng Toshiba đúng, con nào cũng đẹp xuất sắc. Đấy, xem giòn nhá. Không hiểu những con nồi này nó kiểu như nó chưa xài hay sao ạ. Quá mới luôn. Cái răng này, cái lỗ này kiểu như vậy nhé, chứ không phải là bị rách nhá. Răng kiểu nó vậy đấy. Này, chứ không phải bị rách đâu nhá. Rồi, hàng đẹp xuất sắc. Nhìn cái răng giống như chưa chưa nấu cơm. Đây, tiếp theo đến cái lòng nồi. Đây, nhìn xem bên ngoài này. Con này lòng nồi màu nó hơi màu nâu nâu ở ngoài này. Mới thật đấy mấy con này, đúng rồi, toàn hàng xài lướt, giá nó cao đúng không? Lòng nồi phải được 95% mình nhé, hôm nay gần như lòng nồi đến 95% trở lên, rất mới, rất bóng, rất đẹp luôn. Những vết chấm siêu nhỏ thì không đáng kể nhé. Cực đẹp. Đây, chị nhìn vào cái trong phần đây, chị nhìn, nhìn phần bên trong của nó này, thấy không, nó không khác gì nồi mới luôn, quá đẹp luôn. Rất hiếm khi em bê cả cái nồi lên để cho anh chị xem cái lòng, xem cái đáy của cái nồi, nhưng mà mới quá chị không nổi, phải bê hẳn lên luôn. Siêu đẹp nhỉ. Con này giá 2 triệu 6, bớt anh chị 200 ngàn. Nó hơi bể một tí thôi. Bể nó khoảng một xíu này, khoảng gần 2 mm. Chưa đến 2 mm thì nhé. Mà bề ngang của nó khoảng hơn 1 cm một xíu thôi. Nên là bể mất một miếng nhựa rất nhỏ. Đấy, còn nồi thì gần như bề cả trong cả ngoài gần như mới. Giòn cực kỳ xanh luôn. Giòn này cứ cho được khoảng 98% luôn. Con đồi cổ này thì nấu cơm mà đẹp thôi rồi luôn. Nhà em đang dùng một con đồ cổ đời 2007 thì phải. Cũng cái kiểu Toshiba như này. Nhưng mà nhà em dùng nồi 1,8 lít. Cũng kiểu như này. Không có quá nhiều chức năng, chỉ có áp suất với cả nồi cao tần như vậy thôi. Nấu cơm ăn tuyệt vời luôn. Nhưng em dùng con cũ lắm, không dám dùng con mới. Con mới thì để phục vụ khách hàng này. Đấy, đẹp xuất sắc nhé. Nấu thử này. Con này nấu thường. Đấy. Áp suất khóa vung nhé. Đấy, khóa vung luôn. Còn tắt này. Giá 2 triệu 6, giảm còn 2 triệu 4 nhé. Bao ship toàn quốc nếu chuyển khoản 100%. Chiếc nồi số 5 là một chiếc nồi của hãng Toshiba luôn. Này lên liền một lúc 6 con nồi Toshiba. Con này Toshiba áp suất hút chân không. Và con này là có màn hình đèn LED Ecolivi tiết kiệm điện. Và con này đặc biệt là nó có hai lỗ hút này nhé. Đây. Có hai lỗ hút này.
Và đây là có một cái van hút chân không phụ này. Đấy, những dòng Toshiba khác đây, những con tô này hoặc mấy cái dòng tô vừa rồi đấy em giới thiệu là không, nó không có cái van hút phụ này nhé. Này. Nhưng con này có một cái van hút phụ đây. Cách đây khoảng 1 đến 2 video trước ấy, em có đăng một con như này này. Nhưng mà nó không đẹp bằng như này mà giá 3 triệu 2 rồi. Con này đẹp mà đẹp hơn. Con này giá 3 triệu 4 gì nhá. Con này đời 21. Những con đồ cổ mà còn đẹp ấy thì anh chị lên mua nhé. Những con mà những năm sản xuất mà nó lâu rồi ấy, mà nó còn đẹp còn mới ấy, thì anh chị lên mua những con đó. Bởi vì em thiên về những con đồ cổ mà còn mới còn đẹp. Đây, nhìn thấy gioăng chưa? Gioăng khoảng 95%. Áp suất hút chân không nhé. Con này đặc biệt là có đèn LED đấy. Mấy con Toshiba, 6 con Toshiba này thì chỉ có một con số 1 có đèn LED và con này con đèn LED là con số 2. Đây chị này. Đấy, gioăng còn khoảng 95%. Đây, áp suất bi này. Dùng hàng đẹp leng keng. Con này lồng lồi xoắn nhuyễn đi nhé. Này. Rất đẹp nhá. Con này nó có cấn cấn rất ít thôi. Nó bị cấn vào giống như vật cứng nó cấn ấy. Nhưng mà không họ không bị chảy sơn đi nhá, nó bị cấn bị lõm một tí này. Không bị chảy sơn gì hết. Nói chung lồng lồi đẹp khoảng khoảng 95% đấy này. Long lanh luôn bên ngoài này nhị đấy, thấy cái lòng Toshiba nó dày chưa, rất dày và nặng nhé. Áp suất hút chân không thì sẽ giữ cơm được lâu hơn nhé, anh chị có thể giữ 1 đến 2 ngày cơm nó không bị ôi thiêu, không bị hư hỏng. Cái phần đáy này thì nó rất hay, con Toshiba nó lại không không có sơn nhé, đâm ra là đáy này anh chị không sợ bị chảy chóc. Cái bếp mờ này, nhưng mà mờ đây là bẩn này, cạo này. Đấy, con này nó rất bóng luôn. Đấy, nó để màu inox luôn. Nó để nguyên bản inox chứ nó không có sơn nên rất bóng vậy nè. Đấy, nó bẩn bẩn, em chưa lau kỹ đâu. Chỉ lau qua đang video thôi. Nói chung hàng lướt về rất đẹp. Lồng nồi xoắn nhuyễn này. Đấy, tiện thể xem bên trong luôn. Đấy. Thấy không? Quá ok luôn. Con này đẹp hơn con hôm trước nhiều, giá có 3 triệu, triệu tư thôi. Áp suất hút chân không thì nhá, màn hình đèn LED. Con này lại đặc biệt là có hai lỗ hút chân không và một van hút chân không phụ, này là ba. À, hai lỗ xả, quên này, hai lỗ hút. Hai lỗ xả, còn đây là đây em gọi là lỗ hút này. Hình thức bên ngoài thì trên 90%, 90 95% luôn. Mặt màu đen bóng cực kỳ đẹp. Con này mã số 5 nhé, đời 2011, giá 3 triệu 4. Cái lắp hơi động rất mới như này, lắp hơi này. Đời 2011 mới keng luôn. Đấy, màn hình đèn đèn LED nhé. Đèn LED bây giờ nó cũng có giá. Em bấm nấu này. Con này nấu 35 phút nhé, à, nấu chế độ gì 35 phút à? Em thử nấu chế độ khác nào. Em chọn chế độ nấu thường này. Con này nấu thường 55 phút. Em bơm hút chân không. 55 phút thì nhé, nấu thường. À, như đây chọn gà gạo gì đây, đây. Chưa chọn gạo trắng nữa. À, con này nếu mà chọn gạo trắng và chế độ nấu thường là 50 phút thì nhé. Rồi, con này giá 3 triệu tư, bao ship toàn quốc. À, chiếc nồi số 6 là một chiếc nồi của hãng Toshiba.
Con này đời 2016 thì nhá, giá 3 triệu 7. Giá 3 triệu 7 chắc nó phải đẹp lắm này. Thường đời 2016 này thường bán khoảng 3 triệu 4, 3 triệu 6. 3 triệu 3 cũng có, nhưng con này đời, con này thứ nhất là mặt nó rất đẹp, mặt nó màu hơi hồng hồng. Và mặt có hoa văn nhá, mấy con đời cao này mã RC 10VSE4. Bên ngoài hình thức bên ngoài phải được 95% tổng thể. Phải là kim loại này, đế bằng nhựa này. Nhựa này, nhựa này. Cái phần kim loại gần như không có móp gì nhá, không có móp không chày luôn. Toshiba 1 lít công suất 1250W, hạ 1250. Điện 100V. Dòng nó là 20A nhé, nhiệt độ là 167. 3 triệu 7. Xem bên trong nhé. Đây, con này Toshiba có áp suất này, áp suất bi này. Đây, đi thế mới chưa? Ô, nhìn mấy răng con nổi lên mê mệt luôn. Quá đẹp gì nhỉ? Răng này đẹp xuất sắc rồi. Còn về phần lòng nồi, cái này hơi bẩn chưa cậy được cái gì này. Đây, nói chung mình cứ xem qua đi, còn biết bẩn thì em sẽ xử lý sau nhé. Đây, về phần lòng nồi trước đi. Con này lòng nồi chắc phải 98% luôn. Con này lòng nồi xoắn nhuyễn nhé, hôm nay toàn lòng nồi xoắn nhuyễn rồi. Nghe nói lòng nồi xoắn nhuyễn đẹp hơn và nấu cơm hình như ngon hơn thì phải. Anh em là nồi xoắn nhuyễn rất nhiều các vòng xoắn nhỏ 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 này. Con này lòng nồi phải 96 98% luôn. Cực kỳ đẹp. Bên đáy này nó hơi hơi đen đen này, không biết nó này. Nhưng mà cậy cậy ra nhé, đem thử cậy chị nhìn này. Đấy, nhìn thấy không? Nó đen nó bẩn á. Người ta không có vệ sinh á, cái này em xịt này em sẽ đây, thấy không? Nói chung cậy ra hết đi nhá. Giống như là này lâu ngày nó không vệ sinh này, này. Đó, nói chung cái này vệ sinh là sạch này. Mai em sẽ vệ sinh sạch tất cả này cho anh chị luôn. Đảm bảo lòng nồi con này từ trong ra ngoài sẽ đẹp khoảng 95%. Và anh chị dùng anh chị cũng chịu khó vệ sinh những cái đó nhé. Nó sẽ nhiều khi bẩn quá nó sẽ cảm biến lòng nồi, nó sẽ kém, nó sẽ báo lỗi. Con này phải hết pin đi nhé. Này. Nồi hết pin này. Anh chị muốn thay pin thì con này thêm 100 ngàn giúp em. 100 ngàn thay pin nhé, pin em thay là pin zin, pin của Nhật luôn. Đấy, khi hết pin thì anh chị cắm điện vào thì anh chị vẫn nấu nấu thứ bình thường nhé, và nó sẽ khi hết pin đấy nó chỉ không hiện hiện cái giờ lên thôi, nên anh chị vẫn bấm nấu tất cả mọi thứ bình thường. Con nồi số 7 là một chiếc nồi của hãng Tiger. Con này là Tiger đời 2012 nhé. Toàn bộ là màu đen bóng. Đấy. Con này Tiger là dòng đời đời cổ cổ này nó sẽ có quai sách. Còn dòng tất cả dòng đời mới sau này nó sẽ là Tiger cắp lách hết thì nhé. Không có quai sách. Trừ mấy con 0.5 lít. Con này điện 100V thì nhé. Đời 2012. Công suất là 1210W. Dòng là 15A. Con này Tiger thì truyền thống nó làm tất cả là bằng nhựa hết. Toàn bộ cái phần thân của nó, phần mặt, phần đế tất cả bằng nhựa hết đi nhá. Đây nhìn răng này. Hôm nay chỉ được cái là răng này con nào cũng đẹp xuất sắc luôn. Nhìn từ xa là sẽ thấy răng được khoảng 98% rồi đấy. Đây, áp suất 2 bi này. Răng anh chị thấy không? Răng này anh chị xin 98% thì xác định nó gần như là mới nhá.
Ủa, phần phần bên ngoài này em cũng nghĩ là phải được 98% luôn này. Rất đẹp luôn vậy, gần như không có vết gì luôn này. Đấy, không bị chày tí nào luôn. Như này dùng rất là giữ gìn. Như phần trong phần lòng lòng này, lòng con này thì lại cũng không có được ok lắm. Nói chung cũng ok thôi nhưng mà nó không có đẹp xuất sắc. Con này là bị nhiều vết chân chim này không? Rất nhiều vết chân chim và nhỏ này. Tức là nó bị cấn cấn ấy. Con nhà này là hay dùng muỗng kim loại này hay va đập này, nó bị vết chấm chân chim nhá. Vết chân chim nó hơi bị cấn xuống nhưng mà nó không có bị chảy sơn thì nhá, không bị chóc sơn, nó chỉ bị cấn thôi này. Nói chung lòng này cũng phải được 90%, cam kết với chị là không dính cơm nhá. Dính cơm mình sẽ tặng anh chị cái nồi luôn. Rồi con này hình thức bên ngoài thì quá đẹp luôn, không có gì chê được. Cái lòng nồi nó hơn nó hơi bị vết chân chim một tí thôi đây này. Thấy không? Nói chung cái dòng nó mới thì nó sẽ đi đôi với cái lòng nồi rất mới và cái so rất mới. Nhưng nhà này nó dùng nó toàn dùng muỗng kim loại. Nên nó hơi bị cấn cấn cấn. Bị cấn nó bị lõm một tí. Rồi đó, vết chân chim. Dòng này đẹp xuất sắc rồi không phải nghĩ luôn. Con này rất tiếc là lòng nồi nó hơi bị tí. Lòng nồi này nhưng mà không dính cơm chị yên tâm nhé. Con này hết pin luôn, giá 2,5 triệu. Nếu mà anh chị thay pin này, con này ôi, ba anh chị thay pin luôn, phí thay pin tổng thể là 2,5 triệu luôn. Con này hết pin này, 2,5 triệu vẫn ba anh chị thay pin nhé. Con này không cộng thêm phí thay pin. Bấm nấu thử này. Mà anh chị không cần pin thì chị vẫn nấu bình thường. Hoặc là nếu mà anh chị ở nhà anh chị cứ cắm điện liên tục á, tức là anh chị nấu xong mà anh chị ăn ăn hết cơm rồi thì mình tắt đi. Tắt đi nhưng mà anh chị không rút điện ra ấy, thì đồng hồ nó vẫn chạy suốt nhé. Như nhà em cắm cơm là không bao giờ rút điện. Trừ khi mang nồi cơm đi đi chỗ khác thôi. Còn nếu mà để ăn cơm mà để ngay cái bàn ăn ấy, và mình cắm 24 trên 24. Mình không nấu nơi thì mình tắt điện đi thì nó cũng không có chạy. Nhưng mà đồng hồ thì nó vẫn lưu. Đó, đồng hồ nó vẫn lưu điện nhé. Đó, nếu anh chị cắm điện bình thường như này thì nó sẽ lưu điện và nó đồng hồ nó vẫn chạy bình thường nhé, đây này. Nên chị cũng không cần rút điện ra, mình không nấu thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Nên cứ để điện như vậy, cứ để cắm điện liên tục thì pin nó vẫn cứ chạy bình thường. Nhưng mà anh chị em sẽ thay pin anh chị nhé, 2,5 triệu con này thì quá ok, doang gần như mới rồi. Thay pin thì đang ra cộng 100, 150 nhưng mà em sẽ thay pin con này miễn phí. Em bấm nấu thử, con này có chế độ gì đây? Nấu thường, nấu nhanh, nấu gạo trắng, nấu gạo lứt lại mầm, nấu nhanh rồi nấu chín kỹ, nấu sôi, nấu cháo hầm xương, rất nhiều chế độ nấu. Con này có chức năng nấu cơm cháy nữa nhé. Khi nấu cơm cháy, anh chị nhớ đoạn chọn sang chế độ gạo trắng. Em đang nấu này, tắt này. Giá 2,5 triệu nhỉ, bác sĩ toàn quốc thay pin miễn phí. Con nồi tiếp theo là một con nồi của hãng Tiger. Con này Tiger 1 lít thì nhá, mã là JPK. Con này đời 2019 ấy chị ạ. Đời 2019 giá 3,8 triệu này, mã số 8 nhé. Mã số 8 phần 72, đời 2019 giá 3,8 triệu. Nồi Tiger áp suất. Áp suất bi nhỉ nhá. Đời 2019 này, đời rất cao. Made in Japan đấy nhá. Nồi nồi cơm thì gần như là nồi cao tần made in Japan hết. Đời 2019 thì anh chị khỏi phải lo về đồ mới nữa rồi, quá đẹp rồi. Đây chiếu gần tí cho chị xem này. Đấy, mặt tất cả mọi thứ như mới luôn. Phần 72 mã số 8 này, đời 2019 giá 3,8 triệu này. Bao ship toàn quốc. Mình xem bên trong nhá. Con nồi tiếp theo này là con nồi của hãng Tiger cũng 2019 này, VIP đây. Toàn hàng rất là khủng. Đây con này áp suất bi vậy này. Áp suất bi này. Đây, rong này. Rong con này thì rất mới này. Những cái vết này là nó vết bẩn đấy nhá.
Đó, Dong đời 29 thì chị không phải suy nghĩ đâu. À, vết bẩn này. Đời 2019. Con này thì nó có cái phần quay nhựa này thì giúp anh chị khi anh chị lấy nồi ra nó đỡ nóng nhé. Đây, phần quay nhựa Tiger nó rất hay thiết kế cái phần quay nhựa này. Chung đẹp long lanh, 2019 này. Gần như là rất ít xài. Thấy quá đẹp luôn. Lòng lồi 95% trở lên. Đẹp từ trong ra ngoài. Hôm nay là hàng em đi lựa gì nhá, lựa được lô toàn đời cao. Đây, cho anh chị xem bên trong cái đáy nồi nhé. Rất mới nha. Siêu đẹp rồi, 2019 thì không phải nghĩ. Chỉ quan trọng là về giá thôi. Đẹp VIP thì không bao giờ nó có giá rẻ hết. Con này giá 3 triệu 8 thì nhé, bao ship toàn quốc. Em khẳng định anh chị cầm tiền ra siêu thị mua hàng mới, những con như này có áp suất Tiger này trên dưới 20 triệu, siêu thị L1 hoặc mấy cái cửa siêu thị Media, nồi cao tần hàng xuất khẩu chứ không phải hàng nội địa Nhật nhé, hàng xuất khẩu phiên bản tiếng Anh. Hàng xuất khẩu thì sẽ làm theo nhu cầu của từng nước, chứ nó chất lượng thì em nghĩ cũng không biết cái nào tốt hơn, nhưng mà em nghĩ hàng nội địa sản xuất cho Nhật xài chắc chắn là tiêu chuẩn nó cao hơn nhiều. Còn sản xuất đi các nước khác thì theo yêu cầu thôi. Yêu cầu sản xuất rẻ hay sản xuất đắt thì đó thì nó sẽ theo yêu cầu khác nhau nhé, từng tùy từng nước, tùy từng khu vực. Rồi con này em cắm điện thử, con này có Ecolavi tiết kiệm điện luôn chị nhé. Con này nấu Ecolavi tiết kiệm điện gạo trắng là 42 phút. Tắt này. Tiger thì khá là dễ dụng. Đó, nấu nhanh, nấu thường, nấu chín kỹ, nấu gạo trắng. À, nấu cháo hầm xương rồi nấu gạo lứt đầy đủ hết tính năng nhé, nấu sôi luôn. Rồi giá 3 triệu 8 bao ship toàn quốc. Chiếc nồi tiếp theo là mà hãng của hãng Tiger luôn, con này là đời 2019, mã số 9 phần 72, 4 triệu rưỡi gì nhá, đời 2019 luôn. Đây con này siêu thị chắc chắn sẽ bán anh chị khoảng mười mấy 20 triệu đây. Hàng mới, hàng xuất hàng mới trên dưới 20 triệu. Đời 2019 đẹp long lanh luôn. Có 4 triệu rưỡi à. Có cái thùng vải nó thành hàng mới anh chị ạ. Giống như anh chị nhiều khi anh chị cứ quan điểm là nhiều người có quan điểm là ví dụ, hàng cũ là không thích, hàng cũ là xài không đảm bảo, nhưng không phải. Ví dụ như anh chị vừa mua điện thoại trong siêu thị ra, anh chị mang về xài 1 2 ngày đi thì nó là hàng cũ chứ không bao giờ người ta gọi là hàng mới hết, mặc dù mới xài 1 2 ngày. Hoặc mua khỏi cửa hàng bóc hộp ra thì nó là đã là hàng xài rồi. Nồi cơm vậy. Năm nay năm 2020 mới đầu ở giữa năm thôi mà nó là đây đời 2019 thì nó là gần như là nồi mới rồi. Cứ bóc thùng, cứ bóc ra khỏi thùng, mang ra khỏi thùng là hàng đã sử dụng. Mang về khỏi cửa hàng là hàng đã sử dụng chị nhé. Chung là hàng đẹp long lanh, cứ 95 97% thì chị xác định nó là gần như là nồi mới. Đây, hình thức bên trong đây. 29 thì tôi cứ tháo cho chị xem cho nó có tuần tự. Đấy, đây, gioăng thì không khác gì gioăng mới luôn. Áp suất 2 bi nhé. Đây, lòng nồi con này thì không có một vết tích nào, có thể anh chị chỉ có thể chê trách nó luôn. Từ trong ra ngoài luôn, không có một vết gì luôn. Này, lòng nồi 100% luôn, theo em là 100%, 99% thôi. Chứ 100% nó lại như mới nữa rồi.
Cái này cũng không khác gì loại mới gì nhá. Hôm nay tả mới làm ra nói rất kỹ rất lâu. Anh chị nào thì ví dụ anh chị không thích dòng Tiger thì anh chị có thể tua. Tại vì xem trên YouTube thì anh chị có thể tua qua nhé. Tại vì em đăng 6 con Tiger liền hoặc 6 con Toshiba liền. Ví dụ mình không quan tâm đến cái dòng nào thì anh chị có thể tua. Tại vì đầu video em đã giới thiệu rồi. Thường thường đầu video em sẽ giới thiệu sơ là hôm nay gồm những cái con gì để cho anh chị biết. Nếu chị không thích dòng nào thì chị có thể tua qua. Thích dòng Tiger thì anh chị tua qua 6 con Toshiba đi. Hoặc không thích Tiger thì tua qua những dòng khác mà anh chị muốn xem nhé. Con này 4 triệu rưỡi là 2019. Nồi 1 lít thì nhé, mà tất cả gần như nồi 1 lít chỉ có hai con 1 lít 8 thôi. Thì con nào 1 lít 8 thì sẽ nói đây. Ecolavi tiết kiệm điện, nấu cơm cháy, nấu nhanh, nấu thường, nấu gạo lứt Gaba, tức là gạo lứt này mầm đấy. Nấu cháo, hầm xương, nấu xôi, đủ thứ trên đời. Bấm nấu này, đây là giữ ấm này. Anh chị cứ để chế độ giữ ấm liên tục giúp em nhé. Anh chị nấu xong nó tự về giữ ấm. Đây, hẹn giờ này. Tắt này. Bắt đầu nấu này. Tắt này. Rồi giá là 4 triệu rưỡi bao ship toàn quốc nhá. Đây này. Phần 72 mã số 9 đời 2019 giá 4 triệu rưỡi. Bao ship toàn quốc nếu chuyển khoản 100%. Con này nó là đời cao là pin ẩn đi nhá. Pin ẩn thì nó sẽ tiết kiệm pin, nó sẽ tuổi thọ pin nó sẽ cao hơn. Đấy. Nhưng mà nó vẫn khi mà pin nó ẩn đi thì nó sẽ đồng hồ nó vẫn chạy bình thường nhá. Đấy, dòng cao hiện đại nó vậy. Chiếc nồi tiếp theo là một cục vẫn của hãng Tiger này. Con này là Tiger áp suất 2 bi, màn hình màu đèn led đổi màu theo từng góc độ nhìn nhé. Con này thì mặt thì đẹp tuyệt vời luôn, nhưng mà ở rìa viền này, rìa cái viền này nó hơi bị xước một tí gì đâu. Tức là cái ở giữa cái phần thân với cả cái phần nắp nồi này là nó có làm một cái lớp viền bạc. Viền mạ bạc rất đẹp nhưng mà đây nó hơi bị chảy. Quay đời 2016 lần hơi hơi nó hơi bị chảy tí à, nó không ảnh hưởng gì hết. Còn bên này thì ok, không vấn đề gì. Nó đợt đằng trước bị chảy một tí thôi. Mà bên này cũng vậy, cái này mình có thể dán tem được gì nhá. Em có thể em dán cái đề can, dán cái tem đó nó hết cái vết chảy đi. Còn đó hình thức nếu mà không bị chảy cái này thì đây, mặt này 95%. Vòng quanh tất cả bằng nhựa hết nên là không bao giờ nó bị móp méo. Tiger thì ví dụ va đập mạnh nó bể vỡ chưa. Đời hạ con này đời 27. Em một cái viết để ghi lại đời 27 này. Em tưởng đời là 26, đời 27 nhá. Đây tưởng 26, ghi năm 26 này. Đấy con này ghi năm 26 giá 36. Bây giờ là ghi năm đúng ra của nó là 27 nhưng mà ghi lộn này. Có khi lại sửa thành 3 triệu 7. Vẫn giữ nguyên 3 triệu 6 cho anh chị luôn. Đây mình xem bên trong đi. Không có gì phải lăn tăn về cái này, gioăng như mới. Hôm nay thì gần như con nào gioăng cũng như mới vậy, đẹp xuất sắc. Dòng này cứ phải 98% luôn. Áp suất bi, áp suất 2 bi luôn. Con nấu cơm cháy nha nha. Đời 27 đây. Đấy con này thì nó hơi màu một tí thôi hiểu không này. Đấy, nói chung rất đẹp, đen kèn luôn. Con này lòng nồi sần nhá. Hôm nay Tiger thì toàn lòng nồi sần thôi. Lòng nồi sần thì anh chị xác định nó rất đẹp, không có vết viết gì hết. Đây nó có một chấm rất nhỏ nhưng mà chấm ở trên cái phần thân đây, tốt trên này rất nhỏ, chưa bằng cái đầu tăm, bằng nửa đầu tăm thôi, siêu nhỏ anh nhá, một chấm rất mờ. Và đây có một cái chấm nhỏ nhỏ này, tút trên này thì không ảnh hưởng gì một tí gì luôn. Nói chung là em nói rất kỹ cho anh chị những cái vết chấm nào để anh chị
nhận hàng mình sẽ không có phải lăn tăn. Đấy, con này màn hình màu gì không? Màn hình màu, màn hình đèn LED lại có màu. Và nó sẽ đổi màu tùy từng góc độ chị nhìn nhé, em quay này nhìn không? Đó, chị nhìn nhìn sang màu xanh này. Đấy, mà lại đây màu xanh khác này. Bắt đầu mình quay lại này. Màu hơi tím này, màu tím này. Rồi sang màu hơi vàng vàng này nhá, hơi hồng vàng vàng này. Đấy, sang màu xanh này. Sang màu xanh đục này, xanh mờ này. Đó, con này là màn hình màu đổi màu nhé. Có chức năng nấu cơm cháy luôn. Nấu cơm cháy thì chị phải chọn về chế độ thứ mấy này. Đó. Khi nào nó hiện cái đèn cơm cháy đây này. Đây nhá. Nó không có một nút nấu cơm cháy riêng biệt, mà đây ví dụ bình thường chị nấu chế độ Ecolovi đi. Nếu chị muốn nấu cơm cháy thì thường là chị sẽ chọn gạo trắng và bấm nút cơm cháy, nhưng con này nó không có nút cơm cháy mà chị phải chọn sang chế độ này. Đó, khi nào kênh tiếp một cái nó hiện cái đèn này, nó hiện cái chữ lên. Chữ này là chữ nấu nấu cháy nhé. Đây, tắt hủy này. Bắt đầu đầu nữa. Đây đang nấu Ecolovi tiết kiệm điện này. Mà đây là giữ nóng liên tục, giữ ấm liên tục nhé. Tắt này. Con này có hiện số phút nấu luôn. Giá 3 triệu 6 thì nhá, bao ship toàn quốc này. Phần 72 mã số 10 đời 2017 giá 3 triệu 6. Tiger áp suất 2B màn hình đèn LED đổi màu. Có chức năng nấu cơm cháy. Nồi 1 lít thì nhá. 3 triệu 6. Chiếc nồi số 11 là chiếc nồi của hãng Tiger. Con này Tiger áp suất 2B màn hình màu đèn LED, mặt có hoa văn thì nhá. Con này đời 2018, màu rất đặc biệt, màu rất hiếm luôn. Gần như gặp những con màu cam này cực kỳ hiếm. Mẹ đời 2018 ấy chị ạ, này, đời 2018 này. Áp suất 2B nhá. Màn hình LED, màn hình màu, đổi màu. Có chức năng nấu cơm cháy luôn. Con này là màu cam. Thân tất toàn bộ màu cam, còn đâu cái mặt này là màu đen. Và nó có những cái ô vuông mặt hoa văn cực kỳ đẹp. Con này giá 4 triệu 8 ấy chị ạ. Này, 4 triệu 8 của em nghĩ con này xứng đáng. Con này 5 triệu cũng xứng đáng luôn. Đời 2018 mà, đây mặt có hoa văn này. Đây, mua con này siêu thị là hình như là 19 triệu hay 20 triệu đó, hay hai mấy triệu đó, siêu thị. Bán hàng suất nhé. Đời 2018. Hà Nội nhiệt Nhật 4 triệu 800 ngàn đồng. Con này cái muỗng này muỗng zin thì nhá, muỗng Nhật đấy, muỗng của Nhật luôn. Như con Tiger 29 nó cũng có cái muỗng của nó này. Hai con muỗng Nhật của hai con Tiger này. 28 29 này, hai muỗng giống nhau này. Còn những cái muỗng em tặng là muỗng của Việt Nam thì nhá. Ở đây muỗng zin này. Không biết nó có ngon, nó có tốt hơn không thì không biết, nhưng tóm lại là muỗng zin theo nồi. Cái này là của cái nồi 2019 này. Đây, gioăng thì đây, yên tâm là gần như mới. 2018. Quá đỉnh luôn. Áp suất 2B đây. Con này lòng nồi sần đi nhé. Đây, lòng nồi sần. Lòng nồi sần. Đẹp xuất sắc luôn. Đây 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 không phải là vết chấm nhé, đây em đây, lòng nồi sần này. Đây không phải chấm gì nhá. Đấy, tức là nồi nhiều khi nó bị lõm một tí này nhiều, nó hơi bị trũng một tí này. Nó hoàn toàn không phải là vết chấm, tại vết chấm nó sẽ nổi màu trắng rất là rõ. Đấy. Nói chung lòng nồi zin của nó như vậy. Không có bị sao hết, lòng nồi đẹp. Long lanh luôn. Đây, bên ngoài đây. Gần như đế, gần như không có chảy chóc gì. 2018
đẹp xuất sắc nhá. Giá 4 triệu 8. Con này ngày mai là khả năng con này bán nhanh nhất này. Đấy, nhìn thấy màn hình nét đẹp chưa? Đây màn hình nét đổi đổi màu nhá, đấy nha, này. Đấy, quay tất cả mọi góc độ nó sẽ đổi màu này. Anh chị quay đâu nó cũng đổi màu nhé. Đấy. Màn hình LED sáng rực, cực kỳ đẹp. Có chức năng nấu cơm cháy luôn. Đấy. Anh chị chọn chế độ nấu chín kỹ hoặc là nấu gạo trắng, anh chị bấm nút cơm cháy nó sẽ hiện đây, nó quay gần này. Đây là chữ nấu cơm cháy này. Nhưng anh chị phải chọn chế độ nấu chín kỹ này hoặc là nấu gạo trắng nhé. Bấm menu này. Còn các chế độ khác thì nó lại không có cơm cháy nhé. Này, Ecology là bấm không có này. Khi anh chị chuyển sang gạo trắng thì bấm lại có này. Thấy không? Bấm chữ cơm cháy nó nổi lên này. Hoặc là sang chế độ này không có cơm cháy này. Nhanh không có này. Chế độ này bắt đầu có cơm cháy này. Anh chị không muốn nấu cơm cháy thì bấm bấm tắt đi nhé. Đấy là xong. Thường là mình sẽ nấu chế độ gạo trắng đi. Đây, mình nấu gạo trắng, nấu cơm bình thường mình nấu chế độ gạo trắng này, bấm nấu này. Rồi giá 4 triệu 8 nhé, bao ship toàn quốc. Mã số 11 đời 2018. Chiếc nồi số 12 là một chiếc nồi của hãng Panasonic. Con này Panasonic mã là SRPW109, con này đời 2020. Con này để em theo thông tin ở trên trang web của hãng nó sản xuất khoảng tháng 3. Sản xuất tháng 3 năm 2020 thì đến bây giờ là nó mới sản xuất được khoảng 4 đến 5 tháng thôi. Thì con này em nghĩ là gần như nó chưa sử dụng, đời 2020 nhé. Gần như chưa sử dụng luôn. Con này là nồi Toshiba cao tần IH. À con này Panasonic. Nồi cao tần IH có Ecology tiết kiệm điện. Đời cao, áp suất điện tử. Bên ngoài thì anh chị xác định nó như là nồi mới rồi, nó chỉ thiếu cái thùng xốp thôi. Thiếu cái thùng giấy nguyên bản đó thôi. Đời 2020 này. Nồi 1 lít nhá, nồi cao tần. Điện 100V, công suất là 1210W, dòng 15A, nhiệt độ nấu 167 độ. Ecology tiết kiệm điện. Con này siêu thị ở bên Việt Nam mình nó còn chưa bán cái dòng này luôn. Có dòng này chắc là phải bán hai mấy triệu quá. Đây có Ecology tiết kiệm điện này. Đây có chế độ nấu này, chọn gạo này, giữ ấm này, tắt hủy này. Đây là hẹn giờ nấu này, đây là bắt đầu nấu này. Menu này. Đó, nói chung là đẹp thì gần như mới rồi. Đây. Con này là ly nước, ly đông nước đông gạo rồi này. Muỗng zin Nhật nhé, muỗng Nhật luôn. Con nào muỗng zin em nói muỗng zin. Con nào muỗng em tặng thì là muỗng cái này cũng không phải zin của nó nhưng mà của hãng nó nhưng mà chứ là không phải zin. Đây, cái này về thì nó không còn cái cài này, em lấy cái cài khác nhé. Đây, mình cài này. Cài này vẫn là cài của hãng Bana luôn. Nhưng mà nó em nghĩ là nó sẽ là màu trắng. Nhưng nó về nó không còn cái cài này, em có cái cài của son khác em cho vào đây. Đó, là anh chị sẽ cài cái muỗng ở đây được nhé. Muỗng này thì không biết muỗng gì nó mà nó hơi to. Đấy, thì cài cái muỗng này nó rất là gọn, nó không bị bẩn. Đó. Bắt đầu xem bên răng nhá, em sẽ xem răng với cả lòng nồi. Ủa, cái vết này hơi bẩn, em lau này. Lau nó sạch này. Nhiều khi nó vết bẩn đó. Nói chung thì sẽ vệ sinh được. Anh chị xác định là nồi 220 này thì gần như nó chưa sử dụng đâu. Biết do vận chuyển về nó bẩn đó. Đây. 220 nhá thì doang anh chị xác định là nó là mới luôn.
sản xuất ra thì đâu có phải nó sẽ cho vào trong siêu thị bán ngay được. Sản xuất tháng 3 thì tháng 4, tháng 5 bắt đầu nó mới cho siêu thị, bắt đầu đến tay người tiêu dùng rồi mua về nữa, sau lại để kho bên Nhật họ bỏ, mà chuyển nhà thì họ bỏ bỏ giao cho là kho kho thì bắt đầu mới còn chán chê, bắt đầu mới về Việt Nam chứ. Đó, đẹp leng keng nha, nguyên vận chuyển về đến Việt Nam, từ Nhật về Việt Nam nó phải mất được khoảng 20-30 ngày rồi, nên là gần như là con nồi này gần như là mới chị ạ. Áp suất điện tử gì nhá, dòng Panasonic nha, đời cao giờ không làm áp suất bi nữa, tất cả chuyển sang áp suất điện tử hết. Này, bản thân những cái con đời cao 27, 28 của Bana bắt đầu nó làm cái son bên trong là ở ở bên trên màu vàng, bắt đầu ở bên dưới nó hơi màu đen, thấy không? Đó. Anh chị cứ search cái model này ở trên trang chủ của hãng Bana này, anh chị sẽ thấy này, cái nồi nó màu đen này. Con này giống với con 107. Đó, tất cả nó sẽ nòng nồi màu đen này, cái đáy nó này gần như là chưa sử dụng vậy này, không có một vết xước luôn. Không có một vết xước nào vậy nhá. 2020 thì không phải suy nghĩ đâu. Về độ đẹp của nó thì có cái thùng cắt tông ở đây là bán nồi mới luôn được. Đẹp xuất sắc. Tổng thể 98-99% luôn, lòng nồi gần như 100%. Chưa sử dụng nữa chị ạ. Con này phần 72 nhé, mã số 12, đời 2020, giá 6 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc, nếu chỉ chuyển khoảng 100%. Ở video này 18 con nồi, đâm ra là nó sẽ thời gian rất là lâu, nên em sẽ nói nhanh nhé, tại vì đa số nồi mới nồi đẹp không à. Đa số nồi hàng lướt nên nó rất đẹp, em sẽ nói nhanh thôi, không rất mất thời gian. Video đang đang là một kéo dài đến 1 tiếng 2 phút rồi. Em sẽ cắm điện test lên nhanh này. Cắm lên điện em bấm nấu này. Rồi 48 phút xong nhé. Rồi, giá 6 triệu rưỡi. Chiếc nồi số 13 là một chiếc nồi của hãng National. Con này hãng National 1 lít 8 nhé, mã SRSW181. Con này là hàng, với em con này là nó là hàng VIP nhất, tại vì em ăn cơm thấy rất ngon, tức là hợp với gu. Coi đời 2008, đời cuối cùng của hãng này nhé. Năm 2008 này bắt đầu hãng National này chuyển nhượng lại cho Panasonic. Vì vậy Panasonic sẽ làm lại những cái thương hiệu, những cái mẫu của cái hãng này. Con này là hàng VIP nhất của cái hãng National. Và nấu cơm này tuyệt tuyệt đỉnh luôn. Con này thì em nghĩ nó cũng là hàng xài lướt đây. Con này hết pin thì nhá. Hết pin này, con này màn hình đèn LED này. Có giọng nói này. Có Ecolavi tiết kiệm điện này, và còn đặc biệt con này là 5 bước nấu IH nhé. Nhiều người cứ tưởng 5 vòng từ mà 5 bước nấu nhé, tức là nó chia làm 5 giai đoạn nấu khác nhau. Đó, giống như nấu rồi ủ rồi nấu lại, giống như mình ngày xưa mình đun đun cơm rác, cơm 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 rơm, cơm củi đấy. Mình chia ra làm nhiều giai đoạn nấu khác nhau, thì con này nó cũng chia ra nhiều giai đoạn nấu như vậy. 5 bước nấu IH là cái loại mà chia ra nhiều giai đoạn nấu nhất. Đây thì mặt thì nó thì gần như không có vết gì luôn. 1 lít 8 nhá, bắt đầu mình xem đến gioăng cái thứ bên trong. Con này hàng xài lướt đây. Con này có cốc nước bù ẩm nhé. Đây. Em khẳng định con này với chị là gần như nó là nó xài một vài lần nó bỏ, nó không dùng nữa, hoặc là nó lưu kho gì đó, tóm lại là thế. Đây cái gioăng này đời 2008 mà đời như đời 2018. Thấy chưa? Này, phần phần này nó còn không có một vết chảy nào luôn. Gần như không có vết chảy xước đáng chú ý này. Đẹp long lanh luôn.
Gioăng này như mới mà, 98%. Đây, anh chị xem cái cốc cốc nước bùa của nó này. Cốc nước bùa ấm này em nói anh chị nó không có, gần như nó chưa cho nước vào đây luôn đấy chứ. Đây này, anh thấy không? Chắc chắn con này em nghĩ nó chưa sử dụng luôn. Cho nước vào thì nó sẽ có những gợn trắng, gợn trắng khi mà nước khô. Đây con này nhìn không có một tí gợn, không một tí gì luôn, như hàng mới vậy nhá. Con này đúng hàng chưa, chắc chưa xài quá. Có khi con này là hàng trưng bày nhỉ, hàng trưng bày để cho khách vào xem. Chứ hàng mà nấu rồi mà chắc chắn là nó rong nó sẽ vàng. Đây, trưng bày khách vào xem đế đẹp, cực đẹp. Đế thì con này nó hơi bị mòn tí này như này. Tại vì khi người xem họ sẽ để như vậy này. Để như vậy nó sẽ bị ma sát, nó ma sát thì nó sẽ mòn cái đế đâu. Này. Hàng trưng bày nhiều con nó cũng bị mòn như vậy nhá, tại vì người ta bỏ xem. Xem cứ hay để như vậy rồi xem. Như vậy là nó sẽ hơi hơi mòn đế một tí. Quan trọng nhất là cái lòng nồi và cái gioăng là mình nhìn thấy cái cốc nước mình thấy chưa xài đấy. Đây, lòng nồi đây. 98% luôn. Thôi 96 98% là cái gì, 98% mình như mới rồi. Thấy không? Còn đẹp như mới mà. Nồm lít 8 thì anh chị sẽ nấu được khoảng khoảng 800 gram gạo nhé. 800 đến 900 gram gạo. Anh chị nấu đầy quá thì cơm nó sẽ không có ngon lắm. Anh chị nấu vừa phải nhưng mà khoảng 6 đến 8 người ăn là ok. Cắt bớt mấy cái khâu đi cho nó đỡ đây. Đó. Rồi con này hết pin thì anh chị thằng nào thay pin thì thay pin con này nhé. Dòng ba la thay pin rất khó nên là mấy anh thợ sẽ lấy tiền rất cao. Thay pin con này giá 200 ngàn đi nhé. Nếu chị thay pin con này cộng thêm 200 ngàn giúp em. Phần 72 mã số 13 con này một đời 2008 này, National đẹp gần như mới luôn. 5 triệu 9 cộng mà thành là 6 triệu mốt thì nhá, thay nếu thay pin. Tìm con này thì rất hiếm. Mà đặc biệt nó đẹp như này thì quá khó luôn. Năm bước nấu hát nấu cơm thì tuyệt vời nhá. 6 triệu mốt bao gồm thay pin và bao ship toàn quốc cho anh chị luôn. Chiếc nồi số 14 là chiếc nồi của hãng Yoshidushi, nồi con voi. Con này nồi 1.8 nhé, đời 2019 luôn. 29 thì chị xác định là rất mới rồi. Mình xem bên trong này, đây cho chị xem cái mặt kỹ này, đây. Đẹp phải long lanh luôn nhá. 2019 mà chị. Màn hình con này như là iPhone loại nhỏ chắc nó phải đến 5 inch, nằm màn hình rất lớn. Như điện thoại iPhone luôn. Hai mươi chín con này áp suất bi vậy này. Như mới vậy này. 29 thì doanh xác định cho nó là mới được luôn chị nhé. Đấy, áp suất bi này, gioăng như mới luôn. Không lau đẹp hơn cả lau. Đây, vậy này. Không có chảy xước gì luôn. Quá đỉnh luôn. Con này son con này phủ platinum nhé.
Đấy, con này phủ platinum này này. Lòng nồi 98% trở lên. Không có một vết gì luôn. 29 đẹp xuất sắc. Em cắm điện thử này. Nó 70 phút. Rồi giá con này là 6 triệu 9 đi nhá. 6 triệu 900 ngàn đồng bao ship toàn quốc nếu chuyển khoản 100% phần 72 mã số 14 đời 2019. 6 triệu 9. Con này ở siêu thị nó bán khoảng 26 triệu. Hàng mới 100% bán 26 triệu chị nhá. Này bán giá 6 triệu 9. Chiếc nồi số 15 là một chiếc nồi của hãng Zojirushi. Cũng là nồi con voi, con này là con này với cả con số 14 là hai mẹ con kia 1 lít 8, con này 1 lít nhé, giống y chang nhau, là màn hình lớn giống nhau luôn, màn hình khoảng 5 inch rất lớn, cũng đầy đủ chức năng như con kia luôn. Ecolavi tiết kiệm điện này, con này có cả chức năng nấu cơm cháy này mà không biết có nấu cháy được hay không nhé. Tức là có chức năng nhưng mà không biết nấu được hay không thì không biết. Nấu cơm mềm, cơm dẻo, này, gạo trắng, này, gạo lứt, này, gạo lứt này, mầm, này, nấu xôi, này, nấu chè, đủ thứ trên đời luôn. Nấu nhanh, nấu chậm. Rất nhiều chức năng. Này, chức năng này rất hàng bao nhiêu chế độ nhé. Ecolavi tiết kiệm điện này. Đời 29 luôn nhé. Con này giá 4 triệu 8 này. Phần 72, mã số 15, đời 2019 giá 4 triệu 8, bao ship toàn quốc. Nồi 1 lít Zojirushi. Còn là cái áp suất bi nhé. Anh chị cứ search cái mã này là NWJP10 này. Giá trên trời dưới đất luôn. Con này cũng sản xuất năm 2019, áp suất bi này. Gioăng thì gần như mới đâu, 2019 mà. Thời gian video quá lâu nên em sẽ cắt bớt những cái gì không cần thiết. Đây. Sau con này cũng phủ platinum mị nhé. Đây, gần như không có vết chảy gì. Long lanh luôn. Phần lòng nồi đây. Đấy, 96 98% luôn. Cái này nó không phải là vết chấm nhé, này. Đây. Này không phải chấm đâu. Giống như lòng nồi nó làm mà nó bị giống như là bị lỗi một tí ấy. Bị lỗi một tí nhưng mà không phải chấm, không phải chóc sơn, mà nó bị phồng, mà cái phần kim loại nó có một cục mà nhỏ lên này, thấy không, chứ không phải bị chấm, không phải chóc gì nhá. Đó, nó vẫn nguyên bản nó như vậy này, không chấm không chóc luôn, cũng không phải là lõm nhá. Nói chung lòng nồi chị xác định là khoảng 95% đi, bị một vết nhỏ nhỏ 95% đi. Đây, nó không hề bị chóc sơn. 4 triệu 800 ngàn đồng. Đời 2019. Em cắm điện nấu thử này, bấm menu nhé. Bấm vào chế độ gạo trắng đi. Nấu đại thử này. Không biết nấu chế độ gì, đang nấu 51 phút thì nhé. Tắt này. Giá 4 triệu 8 bao ship toàn quốc thì nhé, nếu chuyển khoản 100%. Chiếc nồi số 16 là chiếc nồi của hãng Mitsubishi. Con này là nồi 1 lít nhé. Đời 2017. Màu đen bóng, rất đẹp. Mitsubishi là một trong những hãng làm cái mặt của nó rất sang. Làm rất là vuông vắn, vuông thành sát cạnh này. Con này có hoa văn nhé, này. Hoa văn sức dọc này, thấy không? Đó. Hoa văn cực kỳ đẹp, cực sang trọng. Mã đây NJKSX106, nồi cao tần IH. Con này màn hình đèn LED, có giọng nói nhé. Con này giá 1 triệu 7.
Con này thì màn hình nó hơi trắng trắng này, nó hơi mờ trắng trắng này, nhưng anh chị vẫn nhìn thấy bình thường nhé, không có ảnh hưởng gì. Không biết cái lớp mica này nó bị sao, nó bị mờ này, giống như cái gì nó nóng cho nó bị mờ cái lớp mica đi này. Đó. Không ảnh hưởng gì nhá, không bị chảy chóc gì luôn này. Mặt thì xác định phải được 96% trở lên đi, cực kỳ đẹp. À, nó hơi hơi mờ trắng ở đây, nó mờ trên lớp mica nhé chứ không phải ở trong màn hình nhé. Con này quá đẹp luôn, con này không mờ thì chắc phải 2,5 triệu. Đây bán có 1,7 triệu thôi. Nói chung là con nào bị sự cố nhỏ thì đi lấy lại rẻ đi. Đây 27 gioăng rất mới này như này. Gioăng xác định khoảng 97%, 96 97% luôn. Quá đẹp. Ôi, lòng nồi thì ngon này. Lòng rất dày này. Con này lòng rất dày và nặng. Đế hơi chảy tí này chị này. Đế hơi chảy tí nhưng mà được cái trong lòng thì quá đẹp luôn. Này. Lòng đẹp xuất sắc này nhá. Chín sáu đến 98% cái lòng nồi luôn, rất đẹp. Xem bên trong phần phần đáy này, quá ngon luôn, như mới. Rất tiếc con này bị màn hình tí nó hơi mờ mờ. Đây con này màn hình nền nét này, có giọng nói luôn. Echo là con này nấu có chức năng nấu tiết kiệm điện nhé. Echo là vì tiết kiệm điện. Em bấm nấu thử này. Con này nấu Echo là vì tiết kiệm điện là 40 phút thì nhé. Đấy, khi chị bật đèn led lên thì cái vết trắng này chị sẽ nhìn thấy nó mờ đi, tất cả chữ anh chị mình vẫn nhìn thấy bình thường nhé, không có ảnh hưởng gì. Tắt này. Rồi con này phần 72 mã số 16 đời 2017 giá 1,7 triệu, bao ship toàn quốc. Chiếc nồi số 17 là một chiếc nồi của hãng Mitsu tiếp tục. Con này là giống y chang con kia, cũng là nồi 1 lít nhá, cũng có mặt, cũng có vân, cũng có hoa văn luôn. Đây. Hoa văn là con này là cũng có kẻ sọc, mà kẻ sọc này. Đây nhìn thấy không? Đây đây như này nhìn rõ hơn này. Mặt mà có hoa văn. Cũng có Ecolabi tiết kiệm điện, nhưng con này đời 2018 giá 1,8 triệu, phần 72 mã số 17 nhé, đời 2018. Tại máy em này quay lâu quá, trên 1 tiếng rồi, 1 tiếng 18 phút rồi, sắp hết pin rồi. Em sẽ quay ngắn gọn nhé. 2018 thì gioăng này ok rồi. Đây phần gioăng này quá mới rồi. Đây, gioăng này như mới rồi. Phần lòng nồi. Lòng nồi cứ phải khoảng 95% trở lên. Thấy không? Rất bóng đẹp, không có vết gì luôn. Trên 95% vậy nhé. Đây. Ở bên ngoài này hơi chảy một tí này. Đây. Đây chảy tí, đây chảy tí này. Phần đáy này. Không ảnh hưởng gì vậy nhé. Đây phần đáy này. Rất mới, rất đẹp. Giá 1,8 triệu đồng, bao ship toàn quốc, lấy chuyển khoản 100% vậy nhé. Em cắm điện thử. Bấm nấu này. Con này nấu thường, nấu vỏ trắng nấu thường là 47 phút. Tắt này. Chiếc nồi cuối cùng là một chiếc nồi của hãng Lessono. Con này cũng là Lessono 5 bước nấu IH đây. Đời 2005. Mà nó đẹp thì em nói với chị không còn
không còn gì để nói luôn. Đời 2005 nhé. Nồi 1 lít điện 100V công suất 1210W, nhiệt độ nấu 142 đến 172 độ C. Dòng 15B nhé, đẹp như mới luôn. Này. Này toàn hàng xả lướt, toàn hàng đẹp xuất sắc thôi. Con này màn hình đèn LED có giọng nói nhé. Đây. Con này hết pin. Anh chị nào thay pin thì riêng dòng Banana này thay pin thì cứ 200 ngàn nhé, chắc chắn. Đây 5 bức lấu IH này. Dòng này nấu cơm thì tuyệt đỉnh. Với em thích những cái con 5 bức lấu IH này nhất. Em thích ăn những con này nhất. Phần 72 mã số 18 này, đời 2005, giá 2 triệu 6 thì nhé. Thay pin cộng 200 ngàn là 2 triệu 8, bao ship toàn quốc nếu chuyển khoản 100%. Lenovo SR SS101 SS10. Đây nhìn xem này, Gioăng này, đời 2005 mà nó như mới luôn này. Không khác gì đời 2018 2019 thì nhé. Gần như là nó chưa chưa sử dụng ra nó mới lắm. Này. Quá đẹp luôn. Đây chị nhìn nhìn bên trong rồi, nó mới chưa? Nhất căng. Đây là ly nước bùa ấm nhá, cốc nước bùa ấm này rất đẹp. Đây, phần lòng nồi 95% trở lên, mình không có lỗi lầm gì luôn. Đây vết bẩn này, đây trắng còn bẩn này. Đấy, bóng bóng con luôn nhé, rất đẹp luôn này. Trên 95% thì nhá. Về phần bên ngoài này, bên ngoài thì em không gần như không thấy vết xước luôn. Còn 5 bức lấu IH này anh chị nấu cơm thì không thể nào chê vào đâu được. 100 hạt gạo thì 99% 99 hạt 100 hạt giống như nhau luôn. Cơm nó nấu ra rất đều, rất ngon. Và nó có chức năng bù ẩm nhé, con này có chức năng bù ẩm. À, phần này thì em nghĩ là chắc là phải 99% này, không có một vết xước nào luôn. Đẹp long lanh. Con này xứng đáng đồng tiền bát gạo đây. Đây. Bên phần bên trong mình nhìn này. Như mới. Không phải là những con đời cũ mà nó cũ rồi nhá, nhiều con đời cũ mà nó gần như chưa sử dụng đấy. Dòng ba la với dòng na hết pin ấy, thì nó sẽ khi cắm vào nó sẽ hiện 8:30, nhưng nếu chị cắm điện liên tục thì nó sẽ giờ nó cứ hiện nhảy và nó sẽ nhảy lên, nó sẽ chạy giờ nhé. Nếu chị không muốn thay pin thì chị cứ cắm điện liên tục. Khi nào nấu thì chị nấu thôi, chứ cũng không không cần rút điện ra. Rút điện ra thì nó sẽ mất pin. Nhưng mà anh chị lên thay pin thì nhìn nó ngon lành hơn. Còn anh chị không thay pin, chị cứ cắm điện liên tục như này thì nó vẫn hiển thị bình thường nhé. Mình đèn LED em bấm này. Đó, con này có giọng nói, mà mình đèn LED. Đây, em bấm thử bấm nấu nhé. Giọng nói mình có thể chỉnh, mình bấm giữ 2 giây này, mình chỉnh lớn lên này. Đó, 5 bước nấu hát này cực kỳ tuyệt vời, tức là nó chia 5 giai đoạn nấu khác nhau. Đấy, tự tự lưu giọng nói này, cấp 1, cấp 2, cấp 3 này, tức là mức to nhỏ ấy. Em sẽ nấu chế độ nấu thường và nấu gạo trắng này, bấm nấu này, bấm nấu này. Con này nấu thường mà nấu gạo trắng nó 48 phút đi nhé. Nồi đẹp như mới luôn, kể cả lắp hơi luôn. Đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài. Tắt này. Đấy, để thấy giờ nó lên 8:31 thấy chưa? Rồi đây là con nồi số 18, con nồi cuối cùng trong video ngày hôm nay. Tổng thể em lên 18 con nồi nhé, toàn hàng đẹp xuất sắc. Nhưng mà đẹp thì đi đi nó sẽ đi đôi với giá rất cao. Anh chị nào thuận mua vừa bán, anh chị nào thấy giá con nào hợp lý với mình
Thế con nào mình ưng mình thích thì mình mua vậy nhá. Con nào mình thấy cao hoặc thấy không vừa ý mình thì bỏ qua. Đây đây là tổng thể 18 con nồi trong video ngày hôm nay em đăng lên cho anh chị nhé. Đấy, tất cả là hàng nội địa Nhật Bản điện 100V, chị lưu giúp em. Tất cả bên em bán là hàng báo giá công khai. Thuận mua vừa bán nên chị thích con nào mình sẽ mua đó. Không thích bỏ qua. Rất dễ cho người bán và cũng rất dễ cho người mua hàng. Không cần phải hỏi giá nhiều. Hàng thì thực tế như vậy. Bên em còn rất hay rất nhiều hàng cái những cái dòng mà giá nó rẻ hơn nhé. Hơn 1 triệu hoặc vài trăm ngàn cũng có. Còn rất nhiều. Nên chị có ở Sài Gòn anh chị có thể qua tận nơi anh chị lựa giúp em nhé. Còn lô này thì lô VIP, hàng xài lướt nên giá rất là cao. Rồi xin cảm ơn, chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh chị những video sau nhé. Anh chị hãy like và chia sẻ video ủng hộ kênh bên em nhé. Và nhớ đăng ký kênh. Anh chị nhớ đăng ký kênh ở bên dưới góc bên phải nó có chữ đăng ký đỏ đỏ ấy. Thì anh chị sẽ đăng ký kênh để khi nào mà có video mới hoặc có sản phẩm mới hoặc có những cái video em hướng dẫn sử dụng á thì nó sẽ báo cho về điện thoại cho anh chị biết nhé. Rồi xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị những video sau.